bán kết 2 giữa Trại Cao Hoàng Nguyên và Kiên Giang. Đá bóng cốt. Không còn. Quý. Quá khéo. Bỏ bóng tốt. Chẳng bóng tốt. Điểm phá 1. Bóng không qua lưới. Điểm 2-3. Chẳng bóng tốt. Điểm 5-2. Lưới trong lưới. Điểm 3-5. Còn bóng không có lưới. Bóng tốt. Thủ tốt. Hay quá rồi. Không còn. Điểm 6-5. Anh ở chợ bên đây. Sẽ đấu tiếp tục. Phát bóng ngoài. Bóng ngoài điểm 6-5. Phát bóng ẩu không? Ok. Đưa cái em giữ cho. Bỏ bóng tốt. 7-6. Hay quá con đi. Nhẹ nhàng lại coi. 8-6. Xin lỗi, điểm 8-5. Là bóng tốt. Bóng tốt điểm 7-8.
nè, nhẹ nhàng lên coi. Chọn mông cột. Lô. Ai? Ai vậy? Anh à? Ủa em đang quay cầu kè. Đang cầu kè. Điểm tốt cho trái gà Hoàng Nguyên, 9 điều. Bỏ bóng tốt. Con bóng không qua lưới điểm 10 điều. Không còn. Nè, tập trung lại nè. Không ngoài. Không ngoài, điểm 11, 10. Còn 10. Ai ghi số gì không 3 giờ rồi. Không còn, thủ tốt, quý. Không còn. Bỏ bóng tốt của Phụng. Điểm 12, 10. Kết thúc sẽ gờ nguyên thắng 1-0 xếp hai vẫn kết hai cũng tốt cũng tốt điểm 1-0 tốt.
ơi. Chẳng muốn tốt. Bóng tốt. Bóng tốt điểm 2-5. Trời ơi, cho miễn phí đi, tiện đâu nữa là 25. Cũng chơi em thấy hả? Trả tiền nước mía không sòng kìa, 7 thằng kìa. Luôn rồi. Mày. Bốn ngoài điểm 4-5. Thế đâu tiếp tục. Đi vào bóng nào.
Cảm ơn tốt kịp chín kêu. Không ở ngoài. Ở ngoài thì 11, 10. Điểm bóng hạ thấp xuống chút. Rồi, dẫn lên. Không còn kịp không? Kịp, 11 đều. 11 đều. Điểm tốt. 12, 13. Kết thúc. Chạy gà Nguyễn thắng 2-0.